Chào mừng học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 3 sách Kiên trì sáng tạo. Bài nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số tiết 2. Rồi đây các em có thể theo dõi toàn bộ video về chương trình môn toán lớp 3. Bằng cách là các em sẽ vào trực tiếp kênh Thành Đô Vlog. Các em tìm ở mục danh sách phát toán lớp 3 sách Kiên trì sáng tạo. Rồi trong video hôm nay các em sang bài tập số 5. Trong kho có 10.000 kg gạo. Người ta dùng 6 xe để chuyển gạo trong kho đến các cửa hàng. Biết mỗi xe chở 1.500 kg gạo. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu kg gạo. Rồi trước hết là các em sẽ tóm tắt bài toán ra giấy nháp. Trong kho là có 10.000 kg gạo. Dùng 6 xe để chuyển gạo. Mỗi xe chở 1.500 kg. Như vậy, sau khi chuyển thì kho còn lại bao nhiêu kg gạo? Muốn biết còn lại bao nhiêu thì các em phải tính là chuyển đi bao nhiêu, đúng không? Có 10.000 kg, chuyển đi bao nhiêu thì các em trừ đi bấy nhiêu sẽ ra phần còn lại, được chưa? Trước hết là các em tính chuyển đi bao nhiêu. Một xe chuyển đi 1.500 kg, vậy 6 xe chuyển đi bao nhiêu kg? Số kg gạo 6 xe chở là, một xe chở 1.500 kg, vậy 6 xe, các em nhân với 6. 1.500 nhân 6. Rồi các em bấm tạm dừng video và các em tính xem là chúng ta tính được kết quả bằng bao nhiêu. Có đúng bằng 9.000 kg không? Có 10.000 kg mà chuyển đi 9.000 kg rồi. Vậy còn lại bao nhiêu? À, trong kho còn lại số kg gạo là 10.000 trừ 9.000 bằng 10 trừ 9 bằng 1, 1.000. Rồi, kem đáp số là 1.000 kg gạo. Tiếp theo là kem sang bài 6. Hôm qua bạn Nam đã uống 1 lít nước và 2 chai nước. Mỗi chai 500 ml. Hỏi hôm qua bạn Nam đã uống bao nhiêu lít nước? À, hôm qua bạn Nam uống 1 lít và 2 chai này. Vậy muốn biết hôm qua bạn Nam uống bao nhiêu nước thì trước hết là các em phải tính dung tích của 2 chai này là bao nhiêu. Sau đó các em cộng thêm 1 lít. Hai chai nước có dung tích là, một chai là 500, đúng không? Hai chai là 500 nhân 2, được chưa? 5 nhân 2 bằng 10, 500 nhân 2 bằng 100, 100 chính là số 1.000. Như vậy hai chai nước có dung tích là 1.000 ml. Bây giờ các em đổi 1.000 ml bằng 1 lít. Vậy hôm qua bạn Nam đã uống số lít nước là 1 lít, đúng không? Cộng với 2 chai. 2 chai này cũng có 1 lít. Vậy 1 cộng 1 bằng 2 lít. Đáp số là 2 lít nước. Tiếp theo là các em sang phần vui học. Chỉ đường cho bạn gấu đi theo các phép tính có kết quả lớn hơn 1.000 để tìm được mật ong. Rồi bắt đầu từ phép tính 5 x 1.000. 5 x 1.000 bằng 5.000. 5.000 nó lớn hơn 1.000. Rồi các em đi hướng theo phía bình đựng mật ong. 6.000 x 2
bằng 1.200, đúng không? 1.200 nó lớn hơn 1.000. Vậy chúng ta đi theo đường này. Tiếp tục, 2.000 trừ 900, các em tính xem bằng bao nhiêu? Có đúng là bằng 1.100 không? Số này cũng lớn hơn 1.000. Rồi, 1.200 trừ 170, có đúng là bằng 1.030 không? Số này cũng lớn hơn 1.000. 600 cộng với 410 bằng bao nhiêu? À, bằng 1.010. Số này cũng lớn hơn 1.000. 900 nhân 3 bằng bao nhiêu? À, bằng 2.700. Cái số này nó cũng lớn hơn 1.000. Như vậy là chúng ta sẽ chỉ đường cho bạn gấu đi theo đường này. Được chưa? Để tìm thấy mật ong. Các em có thể vẽ mũi tên hoặc tô màu. Rồi, bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và chúc em học tốt.